Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống? Một cậu bé đã hỏi Hillary Clinton, người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ câu hỏi đó. Bà trả lời không lưỡng lự, đó là yêu thương. Yêu và được yêu là khao khát sâu thẳm và căn bản nhất, là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất, tác động tới mọi chiều kích trong cuộc sống con người. Yêu và được yêu đó là khao khát được trân trọng, được thấu hiểu, được chia sẻ. Và cùng với nó là được trao tặng, thấu hiểu, chia sẻ với người khác. Chính nhu cầu ấy đã dẫn chúng ta tới những mối quan hệ trong cuộc sống. Nhưng tại sao trong thực tế, chúng ta lại thường cảm thấy bế tắc trong các mối quan hệ? Tại sao ta càng yêu thương, càng quan tâm, càng gắn bó với ai, thì ta càng dễ cảm thấy bị tổn thương và mệt mỏi với người đó hơn hết? Yêu thương, gắn bó mang lại những trải nghiệm đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Nhưng chắc chắn ai cũng nhận ra rằng nó cũng đồng thời mang lại những đau đớn, tổn thương lớn lao nhất. Tại sao câu hỏi đó dường như không có lời đáp? Thực tế là mọi vấn đề đều có cách giải quyết, trắc trở trong yêu thương cũng vậy. Ngay khi ta có khả năng nhìn rõ gốc rễ của vấn đề là ở đâu, thì giải pháp sẽ xuất hiện như một điều hiển nhiên và dễ dàng áp dụng. Có lẽ bạn chỉ cần một chút hiểu biết, vài kỹ năng và phương pháp thực hành, thế là đủ để biến một cơn ác mộng trở thành niềm vui. Khi ta yêu quý ai, đi kèm với trao tặng yêu thương sẽ là sự cam kết, chia sẻ vui buồn, chăm sóc lẫn nhau, trách nhiệm xã hội, mong ước hòa nhập làm một. Nhưng không nhiều người nhận ra rằng yêu thương và gắn bó với nhau chính là một sự kết hợp hoàn hảo để giúp phát triển cá nhân. Chỉ khi mỗi cá nhân được là chính mình trong mối quan hệ, được ủng hộ và giúp đỡ từ người kia để phát triển những phần tốt đẹp nhất trong con người mình và ngược lại, thì mối quan hệ đó, tình yêu đó mới vững bền. Học để yêu và được yêu, khám phá các động lực của các mối quan hệ nhằm giúp chuyển hóa những hiểu lầm, căng thẳng, xung đột và nỗi đau thành một cam kết song phương dựa trên cơ sở yêu thương và tôn trọng. Trong đó, mỗi người sẽ cảm nhận được sự bình an, yêu thương và hạnh phúc.